Xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu bán hai chiếc máy nông nghiệp hả bạn. Đây là chiếc máy sớ bánh xích hả bạn. Động cơ gì anh? Con quên ta. Giờ động cơ này là Yanma 82. Đó. Động cơ Yanma 82 còn nguyên zin ha, đang mang cái cabo là của Shibuga mấy ngàn vậy anh? 3.000. Cabo này của Shibuga 4.000. Nó tại đầu nó tròn tròn nhìn không giống như ba của 3.000. Cái hộp số của nó đây các bạn. Đó, hộp số ha. Đó, còn dàn chân. Dàn chân này dàn chân mình dập. Dàn chân này dàn chân dập hay là dàn chân hạ thùng? Dàn chân là Yanma 82 hạ thùng. Dàn chân là của Yanma 82 hạ thùng hả bạn? Xích thì xích 5 tấc. Xích 5 tấc ha. Xích của 70 quá hả? Xích Yanma 54. Xích men con xích Yanma của Yanma hạ men con xuống đó phải không? Ừ. Đó. Đó bạn, Yanma 82 hạ men cái con xuống đây là xích của Yanma 82 luôn. Nó đang xài dàn sớ mấy anh? Sớ của nó dàn này có 2m1 à. Dàn 2m1. Đó bạn. Dạ. Chiếc này là bán là giá 150 triệu. Hả bạn? Anh em cần thì alo ha, cái này thì nó là hệ thống lái thủy lực phải không? Lái cơ. Lái cơ toàn bộ. Hai số giới. Yanma 82. Đó. Chiếc này bán giá là 150 triệu, anh em cần thì alo ha. Đó. Hả bạn? Bên trong hệ thống của nó nè. Này như là nó không có xài Vicuro thì phải hả? Có Vicuro. Vicuro thì Vicuro chạy thôi. Còn sói là nó sói là nó chạy thẳng luôn. Đấu đầu máy xuôi gần sao luôn. Đi thẳng. Đó bạn. Đi số liền. Số liền là chạy ra lần sau. Nó dàn chân chích bên này ha. Đây này, cái này chế lên đấu cái đầu máy. Ở trên thì cũng ghế mồi đầy đủ hả bạn. Đó, giá bán chiếc này là cái động cơ này nó còn zin không ta? Còn nguyên zin. Động cơ này còn nguyên zin ha. Đó, là cái giá bán chiếc này là 150 triệu. Anh em cần thì alo qua số điện thoại hả bạn. Nằm ở trên màn hình để gặp ngay chủ máy. Rồi tiếp theo mình giới thiệu cho các bạn xem một chiếc Fiat 640 hả bạn. Chiếc này thì giá bán là 90 triệu có dàn xúc lật, xúc lật các bạn. Giá bán 90 triệu có dàn xúc lật. Là cái động cơ này còn zin không anh? Còn nguyên đích. Hộp số thì có kiểm tra ha. Còn động cơ thì còn nguyên zin. Cái này màu cao khô nha, chứ không phải màu xanh nha. Đời này đời màu cao khô. Đời này đời màu cao khô ha. Ừ. Màu xanh của mình nó khác màu cao khô. Đó bạn. Anh em cần mua thì là ha, này là có dàn có cái gạo xúc lật, nó không có cái ủi đầu hả bạn. Cái này ta bán người ta tháo cái ủi đầu lại, này thì bán có cái dàn xúc lật, giá là 90 triệu. Fiat 640 đầu còn zin, số thì có kiểm tra. Lớp bánh này còn zin luôn của nó quá, bánh mâm của nó còn zin của nó luôn ha. Đấy. Đít đây, đít khô gáo ha. Đó, đít nó vậy đó bạn, khô gáo vậy đó. Rồi để mình vô mình quay luôn cái dàn xúc lật cho các bạn xem ha. Chiếc này, chiếc Fiat này là giá bán 90 triệu các bạn, có dàn xúc lật. Này nó có dàn sớ không anh? Không có dàn sớ à? Chiếc Fiat này thì không có dàn sớ các bạn. Đó. Rồi để quay cái dàn xúc lật cho các bạn xem. Giá bán 90 triệu có dàn xúc lật ha. Là người ta tháo cái ủi đầu lại, bán là không có ủi đầu. Đây. Dàn xúc lật. Cái gào của xúc lật đây anh hả? Cái gào đó. Rồi. Đó bạn, 90 triệu có dàn xúc lật.